đến với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin nóng hổi nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Từng là gái hư showbiz, Angela Phương Trinh gác lại sự nghiệp đi bán cơm chay sống qua ngày. Sau khi phát nguyện ăn chay trọn đời, Angela Phương Trinh và em gái tiếp tục mở quán ăn chay bình dân, nổi tiếng từ năm 7 tuổi. Với vai diễn trong phim Mùa Ngò Gai, thời điểm ấy Angela Phương Trinh là gương mặt nhí để lại nhiều ấn tượng trên màn ảnh. Tuy nhiên, việc thành công quá sớm và mải mê chạy theo hào quang showbiz đã khiến cô trượt dài trong chính các scandal của mình. Sau nhiều lần được khán giả góp ý và trưởng thành hơn trong suy nghĩ, những năm gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1995 đã dần lấy lại hình ảnh tích cực hơn, bên cạnh việc đầu tư các dự án nghệ thuật. Việc chân dài phát nguyện ăn chay và tu tập đã nhận về rất nhiều lời khen từ công chúng. Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên phim Người Mẹ Nhí chia sẻ mình và em gái sẽ mở quán ăn chay bình dân với tên gọi là Tâm Đức. Trước đó, cô khiến mọi người nể phục khi phát nguyện ăn chay trọn đời, dù ở độ tuổi còn khá trẻ. Ước mơ của tôi là gia đình, tin sâu nhân quả và biết tu tập. Quán chay Tâm Đức là hoa trái của người thân, quyết tâm làm ra vì tin sâu nhân quả, tôn trọng mạng sống của mọi loài. Quán chay bình dân muốn đem đến những bữa ăn tuy đơn giản nhưng đầy dinh dưỡng, sạch sẽ và hơn hết là dưỡng lòng từ bi với chúng sanh, Angela Phương Trinh chia sẻ. Cũng giống như chị gái, thời gian đầu Phương Trang cũng nổi tiếng vì những hình ảnh nổi loạn tiêu cực trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau thời gian tu tập và giác ngộ, cô nàng cũng quyết tâm ăn chay trọn đời. Trên trang cá nhân của mình, hai chị em thường xuyên đi lễ Phật và làm việc thiện nguyện. Chị em nổi tiếng xinh đẹp Phương Trinh và Phương Trang.